toàn đảng, toàn quân và dân ta vừa trải qua một mất mát vô cùng to lớn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vĩnh viễn ra đi, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng đồng chí, đồng bào. Đông đảo người dân và cán bộ chiến sĩ công an thành phố Đà Nẵng đã bày tỏ sự xúc động, tiếc thương, gửi gắm tâm tư tình cảm của mình về nhà lãnh đạo cao nhất của đất nước. Phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ những ngày này, không khí cuộc sống mộng dưng trầm lắng hơn vì sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong những buổi sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư, những câu chuyện về tấm gương đạo đức của Tổng Bí thư vẫn được nhắc lại như một bài học quý giá. Nói đến đồng chí Nguyễn Phú Trọng thì có lẽ là mỗi người dân là đều rất thương xót. Vì là làm việc cống hiến đến hơi thở cuối cùng, thì bản thân là chúng tôi là những người đảng viên cũng như là nhân dân là rất thương xót, và biến những cái đau thương để chúng tôi là hành động thì sống làm sao cho nó xứng đáng. Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành những tình cảm đặc biệt cho lực lượng công an nhân dân. Soi rọi lại cuộc đời và quá trình công tác, lãnh đạo đất nước của Tổng Bí thư có thể thấy rõ một tấm gương sáng tràn đầy tinh thần tiên phong của người chiến sĩ cách mạng. Gần đây nhất, toàn thể lực lượng công an thành phố Đà Nẵng còn cảm nhận sâu sắc hơn lời dạy, lời chỉ bảo ân cần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua cuộc sinh hoạt chính trị đầy ý nghĩa với chủ đề "Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất". Công an phường xác định là cái nhiệm vụ chính trị, biết đau thương là hành động, là hướng về dân, xót dân, gần dân, hỗ trợ, giúp đỡ tất cả những việc người dân cần, và một cái tinh thần cầu thị, lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ dân, rồi đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Làm thế nào trên địa bàn phường người dân yên tâm nhất? Trong những ngày cả nước tiếc thương này, lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại càng có ý nghĩa quan trọng, khơi dậy, thúc giục trong cán bộ chiến sĩ lòng tự hào, tinh thần quyết tâm hết mình để xây dựng lực lượng công an thành phố gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, phát huy uy tín, danh dự của lực lượng công an trước đảng và nhân dân. Các cái chi đảng bộ, trong đảng bộ và thành phố, cũng như toàn thể cán bộ đảng viên, chúng ta phải xác định rõ trách nhiệm của mình, và nỗ lực hơn nữa, tích cực rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, giữ vững bản lĩnh chính trị, thể hiện với cái phẩm chất của cán bộ công an, trung thành với đảng, thực hiện thắng lợi các cái nghị quyết mà quốc chi đảng bộ đã đề ra, góp phần giữ vững các an ninh trật tự, để mà tạo một cái môi trường thực sự an lành và cũng là xứng đáng với cái niềm tin của đảng bộ và nhân dân thành phố. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa, nhưng những tình cảm, sự quan tâm của Tổng Bí thư dành cho lực lượng công an nhân dân mãi là nguồn động viên to lớn, giúp cho mỗi cán bộ, chiến sĩ công an thành phố Đà Nẵng không ngừng nỗ lực phấn đấu, cống hiến, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống công an nhân dân Việt Nam.